Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi về mức trần vé máy bay đối với các đường bay từ 500 km trở lên với đề xuất là tăng từ 50.000 đến 250.000 một vé. Điều này thì tác động như thế nào trong bối cảnh doanh nghiệp đề xuất bỏ khung giá trần, còn người dân thì lại lo ngại khi giá vé máy bay tăng cao? Đây sẽ là vấn đề của chuyện trong tuần ngày hôm nay. Theo dự thảo thông tư mới, với các đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần đề xuất là 2,25 triệu đồng một vé một chiều, tăng 50.000 đồng so với hiện hành. Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá tối đa là 2,89 triệu đồng một vé, tăng 100.000 đồng. Đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, mức giá tối đa là 3,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng. Đường bay từ 1.280 km trở lên, mức giá trần là 4 triệu đồng, tăng 250.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, mức giá trần vé máy bay nội địa được đề xuất trong dự thảo thông tư đã tăng trung bình khoảng 3,75% so với khung giá trần hiện hành, tác động đến các đường bay dài trên 500 km như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc và Hà Nội, Cà Mau. Để có thêm góc nhìn xung quanh vấn đề này, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Thưa ông đánh giá như thế nào về đề xuất tăng mức trần giá vé máy bay nội địa vừa được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra? Cái quy định về giá trần chúng ta tính là từ đến bây giờ là 8 năm rồi, từ năm 2015 cho đến bây giờ thì chúng ta chưa có điều chỉnh. Đấy. Khi đó thì chi phí xăng dầu là thường chiếm 30-40%. Thế và cái thời điểm đó thì 60-70 đô một thùng, nhưng thời gian cao điểm có những lúc lên đến 130. Và theo cái IATA dự báo thì cái mức nó có thể giảm hơn, nhưng mà nó cũng xấp xỉ 100 đô la một thùng. Thì đấy là những biến đổi. Cái thứ hai là chúng ta thấy những cái chi phí cố định và các chi phí sửa chữa và bảo dưỡng, đấy là những chi phí rất là lớn bằng ngoại tệ, và cái tỷ giá ngoại tệ cũng có những thay đổi. Thì cái việc mà điều chỉnh như thông tư của Bộ Giao thông Vận tải tôi cho là rất là cần thiết và kịp thời. Sự điều chỉnh giá vé máy bay này thì sẽ có tác động như thế nào đến ngành hàng không trong thời gian tới? Theo cái đánh giá thực tế và cái đề xuất của các doanh nghiệp tính toán thì tôi cho là nó cũng chưa đạt được kỳ vọng, nhưng tôi cho là ít nhất nó cũng sẽ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hàng không lúc này để đảm bảo và cân đối được chi phí, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Trong nội địa hiện nay chúng ta chỉ đang điều chỉnh nhờ cái nhà máy mang tính chất độc quyền thì gần như là không còn, cho nên chúng tôi vẫn đề nghị có thể sớm xem xét chúng ta không cần có cái mức giá trần, để cho các doanh nghiệp nó chủ động tính toán cân đối để đảm bảo cái hoạt động kinh doanh và nâng cao cái chất lượng phục vụ cho kịp thời và đáp ứng nhiều loại đối tượng khách hàng. Nhiều ý kiến cho rằng là giá vé máy bay có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Vậy thì các doanh nghiệp trong ngành hàng không sẽ có những cái giải pháp như thế nào để có thể giảm bớt cái lo lắng này của người dân, thưa ông? Cái hội nghị gần nhất của IATA tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có cái đánh giá cái bức tranh toàn cảnh về cái hoạt động hàng không nội địa ở các nước. Thì cái xu thế là tăng của các nước ấy, kể cả Mỹ là cũng phải trên 10%. Thế còn về Pháp ấy, thì là thường là 32 cho đến trên 50%, và đặc biệt là đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thế thì những cái xu hướng mà nó tăng cái chi phí đầu vào và những cái biến động như thế thì bản thân khi xem xét thì tôi nghĩ là các cái cơ quan cũng kiểm tra để đánh giá cho nó sát thực, để cũng có cùng cái tiếng nói và hỗ trợ doanh nghiệp nó kịp thời. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính toán không tốt ấy, thì rõ ràng là khách hàng người ta cũng có cái sự tính toán các lựa chọn các phương tiện khác. Không nổi từ cái thời gian mà khó khăn của Covid thì chúng tôi đã tính toán các cái giải pháp để mà cắt giảm các chi phí có lợi ích đối với khách hàng, thì chúng tôi cũng đã làm thông tin đầy đủ cho đến khách hàng đấy, và các cái phương tiện thông tin này chúng để cho chúng ta cùng nhau hợp tác và chia sẻ vì lợi ích chung của cả khách hàng và của cả hàng không. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Sự điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không đã được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất trên cơ sở tác động từ các chi phí nhiên liệu, tỷ giá, giúp giảm áp lực cho các doanh nghiệp trong ngành, đồng thời tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Về dài hạn, đề xuất bỏ quy định giá trần với vé máy bay nội địa sẽ phù hợp khi khả năng cung ứng của vận tải hàng không đáp ứng tốt hơn các yêu cầu xã hội. Thị trường có sự tham gia đa dạng của nhiều hãng hàng không theo cơ chế kinh tế thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bằng giá vé và chất lượng.